Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhá. Trong chương trình ngày hôm trước thì DVH có giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến cái mẫu súp hầm đơn 50 này. Nhưng mà hôm nay thì con này thì trở thành nhân vật phụ rồi các bạn. Trong chương trình ngày hôm trước nó là nhân vật chính, nhưng hôm nay thành nhân vật phụ, chỉ làm cái bệ để kê cái tủ máy thôi. Và nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay là anh em của nó, con này con em. Hôm trước là quay con anh, hôm nay là quay con em các bạn. Con này thì là súp hầm đơn EV340 từ 220 côn 100 các bạn nhé. Kết cấu thùng thì giống hệt nhau, chỉ cái là con kia thì nó lắp bát to nên là nó sẽ to hơn, con này lắp bát nhỏ thì trông nó nhỏ hơn một chút xíu. Và DVH thì đang sử dụng một cặp loa full từ Neo 25. Cái này là nó dáng thùng, nó đóng theo cái loa Nexo PS10 các bạn nhé. Đây, cắm cọc lên, sử dụng cái cọc sau kinh này. Cái loa này nó làm cái thiết kế cắm cọc này cũng rất là tiện này. Đấy, nhiều bác loa có lỗ nhưng mà không biết đường cắm cọc lên, mình cắm cọc lên như này thì trông nó rất là mát mắt. Nhà các bác để cái kệ gỗ ở giữa, tivi ở giữa, để dàn máy ở giữa và hai cái vế loa để hai bên như này trông nó rất là đẹp các bác nhá. Để hai vế hai bên này trông cực kỳ đẹp luôn, rất là mát mắt. Đây, DVH sẽ quay ra một chút phía sau để mời các bác cùng xem này. Cái cấu hình này là loa Neo Nexo PS10. Cái con bát này nó là bát của hãng BM, bát BM chính hãng của Trung Quốc, và cấu hình này thì giá rất là rẻ thôi. Lát nữa DVH thì sẽ báo giá từng món một. Đấy, cắm cọc lên súp. Đấy, con súp này các bác nhìn này, sơn xi rồi, rất là đẹp đúng không? Đấy, chất lượng sơn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp và rất là mát mắt. Và tủ máy ở phía giữa này thì DVH thì đang sử dụng là kênh 1-2 là đánh full, kênh 1-2 là dây xanh, và kênh 3-4 là đánh hai quả súp. Hai kênh đánh full và hai kênh đánh súp các bác nhá. Đấy, các bác cứ chơi con đẩy 4 kênh này rất là tiện. Hai kênh vượt hai quả full, hai kênh còn lại vượt hai quả súp. Và cái kênh súp này thì oánh như vừa miến này, còn đâu cái kênh đánh loa full này thì nó đang hơi dư công suất, tức là nếu mà các bác có thêm một đôi full nữa như này thì cái con đẩy DE này nó vẫn oánh vô tư luôn các bác nhé. Giới thiệu qua một chút về phía tủ máy, quản lý nguồn DBP9 này, mic DB550 Plus này, vang DBS690 và dưới cùng là đẩy DE Caustic mã DA4800, con này class TD nhá. Tản nhiệt toàn bằng lá đồng thôi, rất là khỏe, rất là hay. Còn đấy tiếng sạch á, tiếng sạch mà oánh rất là mạnh. Ok, thì tiện đây thì DVH sẽ báo giá luôn để các bác xem qua và tham khảo nhá. Súp này thì có giá là 7,5 triệu một cặp. 7,5 triệu một cặp nữa. Với mức giá tiền này thì chắc là các bác chỉ đủ tiền mua được một quả súp bãi thôi. Nhưng mà đến với DVH thì các bác mua được hai quả súp mới luôn, từ 220 côn 100, rất là đẹp, rất là phê các bạn. Từ 220 côn 100 nhá. Và loa full từ Neo. DVH đã lên clip về cái con loa full này. Con này là thùng của Nexo. Con loa full này bát Neo, tép Neo luôn, bát Neo BM, rất là đẹp, tiếng rất là ngon, lời sáng. Con cặp loa này chỉ có mức giá là 6,3 triệu thôi. Giá rất là sốc đúng không các bác? Loa Neo mà chỉ có 6,3 triệu thôi. 6,3 triệu các bác mua được loa gì bây giờ? Không biết là mua được cái loa gì bây giờ. Nhưng đến với DVH các bác đã có thể sở hữu được một đôi loa từ Neo này rồi. Và về phía tủ máy này, tiện đây thì báo giá luôn từng món này. Quản lý nguồn P9 1,9 triệu nhá. Mic 4,5 triệu, vang 5,2 triệu, cục đẩy 9,5 triệu các bác nha. Đấy, ok, tiện đây báo giá luôn để cho các bác tham khảo. Rồi ok, không để quý khán giả phải chờ đợi lâu, thì ngay sau đây mời các bác cùng đeo tai nghe vào và cùng cảm nhận cái chất âm của cái cấu hình này, và đặc biệt là chất âm của cái cặp súp này nhá. DVH sẽ lên volume, và mời các bác cùng đón nghe này. Súp hầm này đập rất là gầm gừ luôn. Ok, lên volume nào. Quý khán giả thấy sao ạ?
những cái súp nó như thế này này, côn to từ to công suất lớn này, thì chúng ta nên test ở những cái không gian nó rất là rộng như này. Đây DVH test ở những không gian rất là thoáng, gần như là âm thanh bay đi là không có điểm dừng luôn, không có điểm dừng luôn. Chứ em thời gian vừa qua em thấy là nhiều bác mang những con súp to đùng xong rồi test ở trong cái phòng bé tí ấy, được độ 15-20 mét vuông, bảo sao nó oánh nó chả rung hết bàn ghế, rung hết đồ. Đấy, công suất lớn hay không thì mang ra những cái không gian rộng này mà test này thì mới biết được là sức nó đến đâu. Chứ loa này to, test ở trong cái phòng nhỏ tí xíu à, xong rồi bảo là loa oánh rung điện thoại, oánh rung tất cả mọi thứ, thì cái đó thì mình nghe nó không thuyết phục cho lắm các bác nhá. Nếu mà sức mà khỏe thì bơi ra biển lớn, ra những cái không gian lớn như này mà oánh mà rung được điện thoại ấy, thì em mới phục. Oánh ở trong cái phòng độ 15-20 mét vuông, xong rồi bảo là súp oánh rất là lực, oánh tức ngực, oánh khó thở, thì cái đó này không thuyết phục các bác nhá. Cái loại này mà cho vào trong cái phòng 15 mét thì 15-20 mét oánh một quả này thôi nghe đã nhức đầu rồi. Chứ còn mình ra những không gian rộng như này này thì nó mới có thể phôi diễn được hết cái sức mạnh của nó các bác nhé. Đấy, oánh những không gian rất là rộng, oánh hai quả súp này, oánh rung điện thoại luôn. Các bác cứ đeo tai nghe vào mà cảm nhận bát đập rất là phê, tại vì súp hầm cái tần số cộng hưởng nó xuống rất là thấp, nó xuống thấp được hơn súp mặt. Cái tiếng bát nó gầm gừ, nó sâu lắng hơn là súp mặt rất là nhiều. Rồi ok, thì chỉ với cái mức đầu tư là 7.500.000 đồng thì quý khán giả thân mến đã có thể sở hữu được cho cái dàn hát nhà mình một cái cặp súp rất là đẹp các bác nhá. Cặp súp này rất là đẹp, súp hầm này. Các bác có thấy con súp 40 nào nó sâu thùng như con này không ạ? Đây này. Cái mặt tiền thì nó rất là gọn. Mặt tiền thì nhà sản xuất đã cố tình làm rất là gọn. Bề ngang nó chỉ tầm độ 45 phân thôi. Nhưng mà bề sâu thì sao? Các bác nhìn cái bề sâu này so với cái bề ngang này, 1 găng này, 2 găng này, 3 găng này. Nó tầm độ 3 găng rưỡi. Nó sâu gần 70 phân các bác nhá. Sâu gần 70 phân, rất là sâu. Đấy, so sánh cái chiều sâu với cả cái chiều mặt của nó. Ok, đấy chỉ với mức giá là 7.500.000 thôi thì quý khán giả đã có thể sở hữu được cho cái bộ dàn hát nhà mình một cái cặp súp rất là đẹp và chất âm thì oánh ok. Phải nói là một cái số tiền bỏ ra thì khá là hợp lý rồi các bạn. Với cái số tiền này thì chắc các bác chả còn sự lựa chọn nào khác nữa. Và bên DVH có bán một chiếc nhé. Các bác mua một chiếc thì 3.500.000 nhà 7.500.000 chia 2 này nó tầm độ 3.400.000. 3.400.000 một chiếc là bán được các bác nhé. Mua lẻ một chiếc thì chịu khó là giá nó cao hơn, là mua một đôi một chút xíu sẽ ưu ái cho các bác mua một đôi hơn. Đấy thì tại vì mình cũng mất cái công đóng hàng và gói hàng mà các bác. Thì đấy thì tiện đây thì DVH vừa rồi thì cũng có báo giá từng món rồi, thì cả bộ này thì nó tầm độ 35 triệu. Đấy thì các bác nào xem tham khảo qua thì đỡ phải hỏi giá các bác nhé, để có giá đây luôn rồi. Cả bộ này thì là 35 triệu, còn đâu súp không là 7.500.000, full là 6.300.000. Dàn máy báo lại một lần nữa này, quản lý nguồn 1.900.000, mic 4.500.000, vang 5.200.000 và đẩy 4 kênh class TD. Còn các bác chú ý con này là class TD nhá, giá 9.500.000. Chứ đẩy class đã hát bình thường thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều và tiếng không thể nào mà hay bằng con này được đâu. Tiếng không hay không lực bằng đâu các bác nhá. Ok. Đấy thì DVH xin cảm ơn toàn thể quý khán giả thân mến đã luôn tin yêu và ủng hộ sản phẩm của DVH. Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ nhá. Nghe nhạc vui vẻ và đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của DVH nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau ạ.